Dạ vâng, cửa hàng âm thanh vải 1977 xin kính chào toàn thể các bác. Thì như các bác đã theo dõi vào trên kênh sóng Xuân Tốc Độ vào buổi trưa ngày hôm nay, thì Xuân đã lên sóng cho các bác một lô loa RCF F12. Đấy, dòng loa RCF là một thương hiệu Italia các bác nhé. Trưa nay thì em không có lên sóng, thì có mình kênh của Xuân lên sóng trước thôi. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì các bác thợ bên em đã bắt đầu tháo toàn bộ cái lô hàng ra để kiểm tra bát tép cũng như là vệ sinh bên trong tất cả các bác. Thì cái này thì các bác sẽ lưu ý là bọn em chắc chắn sẽ phải có một vài cái tút tát vệ sinh lại cho nó đẹp, chứ không thể để tình trạng mà nó có những cái vết bẩn như này được, đúng không ạ? Nên là khi vậy cái video ngày hôm nay em lên chỉ là cái video mà review sơ qua về cái dòng RCF này thôi, chứ không phải là sản phẩm mà đang chính thức để bán. Khi đâu mà bọn em đã vệ sinh xong, tút tát lại xong, mông má lại một chút cho nó đẹp, thì lúc ấy thì bên em sẽ lên sóng một cái video chính thức cộng với lại một cái bản test đối với dòng loa RCF F12 này. Đấy, thì các bác sẽ thấy đây, thì dòng loa RCF F12 này thì cũng là một cái model rất là hiếm. Trên thị trường thì các bác đa phần là các bác sẽ thấy cái phiên bản RCF quen thuộc và được nhiều người biết đến nhất, đó chính là dòng loa RCF C5212. Đấy, thì với cái dòng giờ RCF C5212 thì bên em cũng đã bán tương đối nhiều rồi, không phải là một lô, hai lô mà gọi là rất là nhiều lô. Tính từ lúc mà 1977 bắt đầu lên sóng thì cũng đã bán rất nhiều, cũng như là với cái kinh nghiệm về bán loa RCF của Xuân Tốc Độ của Nam Tép thì cũng đã tương đối rất là nhiều so với những cái cửa hàng khác. Thì các bác sẽ thấy đây, thì bên em hiện tại thì cũng chỉ có số lượng là có 14 đôi các bác ạ. Đấy. Thì sơ qua về dòng F12 này thì các bác sẽ thấy đây, F12 thì nó sẽ là dạng loa màu trắng, thùng là thùng gỗ và đây dạng thùng vát các bác nhé. Đấy, thùng vát là thùng vát hai bên và sơn là sơn sần với hai lỗ thông hơi phía trước, một bát 30 và một chép. Riêng về cái con chép của RCF F12 này thì lát em sẽ cho các bác xem về cái độ chất lượng của dòng này, và nó dòng này nó sẽ là được cho các bác cái tiếng nó hơn hẳn so với những cái phiên bản C5212. Đấy, đi sâu vào thêm nữa về phần kết cấu bên trong thì các bác sẽ thấy đây. Bên trong thì các bác sẽ thấy thì như bình thường thì với những cái những dòng loa khác đơn cử như RCF C5212 cũng vậy, thì những cái cuộn cảm thì các bác sẽ thấy thường nó sẽ là dạng cuộn cảm hình tròn hoặc là cuộn cảm hình cuốn hình dài, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái này thì nó sẽ làm cho các bác một cái cuộn cảm cực kỳ khủng luôn, với một cái thiết kế giống hệt như là một cái pin-up. Ngoài ra là những cái quân tụ đấy, bông là bông tôm thủy tinh, thì các bác sẽ thấy đây là một cái loa cực kỳ chất lượng và cho các bác một chất âm tuyệt vời. Đấy, đây model là F12 các bác nhá, một trong số những model là rất là hiếm gặp trên thị trường. Thì bác thợ em cũng đã là tháo ra nó cũng sơ sơ gần xong rồi, thì ngày mai chắc là anh em cũng sẽ là tổng lực vệ sinh, vì lâu lâu thì cũng có một lô hàng mới về thôi. Những cái cao điểm mà hàng về nhiều thì có lẽ là phải thằng sang tháng 6 tháng 7 thì lúc ấy thì mới có cái nhiều cái mặt hàng về hơn. Đây các bác thấy này, thì bên trong nó cái lô này bọn em đặt từ trước Tết cơ, cho nên là vẫn cái bụi bậm từ cái lúc mà đặt hàng và nó bị tắc pin đến tận bây giờ nó rất là lâu. Thì các bác sẽ thấy đây là những cái vết bẩn theo thời gian, vết bụi thời gian. Cái này thì bọn em sẽ xử lý cho các bác để cho các bác một cái đôi loa nó sạch đẹp và gọn gàng nhất. Đây, còn đây là bên trong các bác này, đây nó sẽ có một cái miếng, cái này là vừa là bảo vệ những con chở và cũng như là cái tán nhiệt luôn. Còn đây là một cái cuộn cảm này các bác này, đây cái cuộn cảm của nó này cực kỳ khủng luôn đấy. Đấy, đúng ạ. Đây, tụ này. Tiếp theo về cái bát chép của dòng RCF F12 này, trên tay em đây chính là con chép với mã model là N350. Và lưu ý các bác một điều là với những dòng loa RCF xịn thì cái bát chép của nó thì luôn luôn được sản xuất tại Italia chứ không phải sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Thì các bác sẽ thấy đây là made in Italy. Xin lỗi các bác nhá, đang hơi đông người cho nên nó hơi ồn. Em sẽ tiếp tục với cái video ngày hôm nay. Đây, thì các bác sẽ thấy đây là mã model của nó sẽ là N350 với tem logo của RCF và nó là made in Italy. Đấy, made in Italy. Thì với cái dòng chép RCF này thì khi mà bác nhìn vào đó, thì các bác sẽ thấy nó rất là đặc trưng, giống như là cái dòng loa của CF Audio, cái mã FA12A. Đây, cái thằng này nó sẽ là họng nhôm hai lớp các bác nhá. Họng nhôm hai lớp và với phiên bản là dạng họng phóng. Thì thực tế ta mà nói thì các bác để ý một em cho em một điều, thì cái bản thân của thằng những cái đôi dòng loa RCF với nhiều mã model của nó thì nó thường là một cái dạng loa đều dải, nó không thiên về bất cứ một cái dải nào, ví dụ không thiên bát hoặc là không thiên chép, và nó thiên về đều dải hơn. Đấy, cho nên cái với những cái dòng loa như thế này, khi mà các bác sử dụng trong cái không gian phòng của mình tầm từ 30 m² trở xuống thì các bác chỉ cần một đôi loa như thế này thôi,
Các bác chỉ cần một đôi loa như thế này thôi, các bác không cần phải thêm súc hay thêm bất kỳ một cái gì nữa. Trừ một số trường hợp nếu như bác nào mà đang có nhu cầu muốn nghe nhạc với các âm lượng khủng, nhạc DJ với mic, hoặc là những cái mà cái phòng mà các bác muốn là nó có cái độ nhạy, cái độ cao, âm lượng lớn của những cái dòng loa như ấy thì các bác có thể thêm súc thôi. Ngoài ra đa phần như với F12 này thì không cần. Các bác chỉ cần một đôi RCF F12 như thế này là quá là ok rồi. Đấy. Còn về cái bát của RCF F12, các bác sẽ thấy đây nó sẽ mã model là MB12G 301. Đấy, và trên cái bát thì nó sẽ có mã series IMEI, bát lưng gù các bác này. Và riêng về RCF thì bọn em sẽ tự tin cho các bác nói một điều là với kinh nghiệm của bên sân tốc ở bên 5 Tết và bên 1977 thì những cái dòng loa RCF bọn em dẹp về là 100% là dòng loa chính hãng và được bảo hành cho các bác hoàn toàn thoải mái luôn với những cái dòng loa như này. Đây, riêng về việc RCF thì kinh nghiệm của RCF đối với bọn em thì quá là nhiều rồi. Tem RCF các bác nhé, tem RCF này. Đấy, còn đây là những cái chạm loa này. Từ cái màng của nó khi các bác nhìn vào các bác sẽ thấy ngay với cái chất liệu của RCF gần là gần 2 sóng ở màng này các bác này. Màng các bác khi các bác sờ vào cảm giác thì các bác chắc chắn là những cái hàng xịn hơn như thế này. Đấy. Thì số lượng thì nó chỉ có tầm 14 đôi thôi. Và khi bọn em đã mông má lên là bọn em sẽ vệ sinh dọn dẹp đi thì nó sẽ khác biệt đi rất là nhiều so với là những phiên bản mà bọn em đang quay trước mặt các bác đây. Xin hẹn các bác vào một vài hôm nữa khi mà cái phiên bản RCF F12 này bọn em vệ sinh xong thì sẽ lên sóng một video chính thức cụ thể cho các bác luôn. Và cũng không để các bác tò mò quá lâu thì với một đôi loa RCF F12 như thế này thì hiện tại cái mức giá của bên em đưa ra giữa cái thời điểm mà cái lượng hàng nó về nó khó khăn cũng như cái việc là cái tiền cước nó càng cao thì bọn em đang để lại cho bác với mức giá là 11.500.000 đồng một đôi các bác nhé. 11.500.000 đồng một đôi giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các bác nha. Xin chào.